Nay chúng ta nhắc tới cái giới trộm cắp. Thưa chư vị, giới trộm cắp á, thông thường được hiểu như là lấy của không cho. Tức là cái gì mà người khác không cho của người ta, không phải của mình, mà mình lấy thì đó là trộm cắp. Ý nghĩa đại khái nó như vậy theo bình dân. Nhưng mà người tu thì trộm cắp dường như ai cũng vướng á. Ai cũng vướng hết á. Không ít thì nhiều, không cách này cách khác. Trộm cắp là lấy của không cho. Tức là mục đích để ngăn ngừa cái tánh tham. Ngăn ngừa cái tánh tham cho cái tham nó không có trỗi lên. Chúng ta tu là tu cái tham, cái sân, cái si. Cho nên trộm cắp là để tu cái tham ấy. Cái tham nó nảy sinh có khi là rõ, có khi là vi tế. Đó. Nhưng mà đều là bản chất của nó là tham. Và thưa chư vị, có rất nhiều trường hợp chúng ta tưởng rằng chúng ta không có trộm cắp, nhưng mà thực sự là có trộm cắp. Thí dụ bậc trung nha, có những vị đem gạo, đèn cầy, rồi là phẩm vật lên cúng cho chùa. Dầu, gạo, muối đủ thứ hết. Rồi cúng xong rồi, lễ bái tam bảo xong, hoan hỷ về. Bữa nào đó thiếu dầu, chạy lên đó, thấy cái bình dầu còn y nguyên. Tại vì nhà chùa có bao giờ xài đâu. Lập tức xớt ra, hay là khiêng nguyên cái thùng dầu về, xớt ra miếng. Nói cái này của tôi, thì giờ tôi lấy lại, tôi xài. Và thưa chư vị, như vậy là ăn trộm. Tại sao thế? Tại vì mình đã cúng rồi, tức là không phải của mình nữa. Mình nhất là của chùa, của tam bảo mà lấy thì nặng lắm. Nó tội rất là nặng. Lấy của tam bảo mà. Chết là xuống dưới địa ngục vô gián. Cho nên không phải là mình cúng rồi, nhưng mà mình nói cái đó là của tôi, bây giờ tôi lấy lại có sao đâu. Nhiều người cũng bị như vậy. Như vậy là phạm. Vào trong chùa, thấy đồ đạc để tùm lum, trái cây tùm lum, nhón trái lấy, Phật đâu có rầy. Nhưng mà mình phạm cái tội trộm cắp. Tại vì cái đó là người ta cúng cho tâm bảo, đâu có cúng cho mình đâu. Mình đâu có phải là oan hồn, cô hồn đâu mà mình nhảy vô mình ăn cái đó. Phải không quý vị? Tức là phạm tội trộm cắp. Rồi, ở trong kinh Tiểu Bộ có câu chuyện như thế này. Có một ông tu sĩ đệ tử Đức Phật á. Một bữa nọ ông đi thiền, rồi ông khoan khoái quá, ông đi ngang cái hồ sen. Ông thấy sen nó nở đẹp, mà cái mùi hương rất là đẹp, mùi hương rất là thơm. Thế liền. Này, ông là người đi tu mà ông lại ăn trộm. Ông mới nói, tôi có ăn trộm gì đâu, tôi có lấy cái gì đâu. Này, tôi có lấy cái gì đâu. Chư thiên nói, có chứ. Cái hương của sen và cái sắc đẹp của sen, nó có mắc mớ gì tới ông mà ông đứng đó ông thưởng thức. Ông thưởng thức tức là ông có thọ, thọ lạc. Tức là vì thưởng thức mùi, vì thưởng thức hương, vì thưởng thức cái sắc mà thọ lạc. Mà có thọ lạc tức là có xúc rồi, có thọ rồi. Xúc thọ tức là trộm, không phải của mình mắc mớ gì. Đấy. Cũng như thế. Có những người nghe nhạc, nhiều khi người ta đờn nhạc ở ngoài đường á. Chứ không biết ở Việt Nam sao chứ ở Tây Phương nhiều lắm. Các ga xe lửa hay là các chỗ đông người đều có những người nghèo. Họ không có đi ăn xin đâu. Họ để cái nón rồi đó, rồi họ đờn.
họ gảy đờn violon hay họ gảy đờn đi guitar đủ các thứ. Nếu ta đi ngang mà ta thấy thích thì nguyên lý là mọi người đều móc ra 20 xu hay gì đấy bỏ vào trong cái nón, tức là ta có thọ nhận thì ta trả, còn nếu không có là mang tội ăn trộm, tức là mình thấy mình thích mà mình lại không không cho tiền, tức là mình không có trả, không trả cái thích là mình ăn trộm. Trong cuộc sống cũng vậy, cái giới trộm cắp đó dường như ai cũng phạm hết đó. Đi ngang thấy cái gì đẹp thích thú nhưng mà lại không biết ơn, không biết cảm niệm thiên nhiên đã cho mình cuộc sống. Và một điều á, chúng ta trộm cắp một cách trầm trọng. Quý vị biết trộm cắp cái gì không? Trộm cắp hơi thở. Không có hơi thở là chết phải không? Không có hơi thở chết toi chứ sao sống được, phải không quý vị? Nhưng mà hàng ngày chúng ta thở, thở ra, thở vào, mà có khi nào chúng ta cảm ơn đâu? Không, không cảm ơn hơi thở, không chú tâm tới hơi thở. Thở ra không biết nó thở ra, thở vào không biết thở vào, chạy theo tiền, chạy theo danh, chạy theo người yêu, chạy theo buồn phiền đủ các thứ. Nhưng không khi nào quan sát vào hơi thở. Chúng ta đang ăn trộm ấy, ăn trộm hơi thở đấy. Hơi thở nó đâu có tự nhiên. Phải không? Mà chúng ta cứ thở và thở vào, thở ra, thở vào là chúng ta đang ăn trộm. Chỉ trừ khi nào chúng ta luôn luôn tâm niệm con đang thở vào, con nhận biết con thở vào, tức là cảm nhận biết ơn cái hơi thở. Đấy, biết ơn hơi thở thì mới không không trộm. Cho nên sư nói thật á, đa phần đều ăn trộm hết. Sao tránh khỏi phải không? Đấy. Ai mà tránh khỏi? Có lúc cũng ăn trộm vậy chứ. Có chánh niệm tỉnh giác cách mấy rồi cũng cũng lờ. À, cho nên thở ra mà không biết thở ra, thở vào mà không biết thở vào, tâm nó để nơi tiền, nhà, cửa, thức ăn, tình yêu, tiền, danh vọng, đủ mọi thứ. Nhưng mà thưa chư vị, nếu hơi thở mà chấm dứt thì sao? Thì mạng người chấm dứt phải không? Ngài Anan một bữa tập trung tăng chúng lại. Đức Phật mới hỏi chứ đời người sống bao lâu? Có người nói 100 năm, có người nói 80 năm, có người nói 60 năm. Tăng á, tăng của Đức Phật á, các vị tu sĩ thời Đức Phật Tỳ Khưu á, có người nói 30 năm, có người nói 20 năm, có người nói 10 năm. Rồi có người nói 6 tháng ra ngoài nghĩa địa, 6 tháng cũng thấy có nghĩa địa, cũng có ngôi mộ. Đức Phật nói không, đời người chỉ bằng hơi thở thôi. Thở ra mà không thở vô thì sao thưa chư vị? Đứt bóng, phải không? Chấm dứt cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chú ý tới hơi thở, tức là chúng ta đã phạm tội trộm cắp cái hơi thở. Không có biết biết ơn á. Cái gì cũng vậy phải biết ơn thì nó mới không phạm tội trộm cắp. Tức là có nhận biết, lấy biết lấy, ăn biết ăn. Hàng ngày chúng ta ăn cũng là trộm cắp cái mùi, trộm cắp cái vị, trộm cắp cái hương. Đồ ăn nó có mùi, có vị, có hương, ăn ngon phải không? Ăn thỏa thích nhưng mà không biết ơn về thức ăn. Ở trên thế giới này đã thưa chư vị, có 7 tỷ người. Thì có 1 tỷ người, gần 1 tỷ người, theo thống kê của Liên Hợp Quốc, 900 mấy chục triệu. Ăn bữa trưa thì không biết bữa chiều, không biết bữa chiều còn có được ăn hay không. Ăn ngày hôm nay thì không biết ngày mai có được ăn hay không. Đó, tức là gần 1 tỷ người không có bữa ăn của ngày mai, đói khát. Và ở bên Phi Châu á, các trẻ em mà đói rồi nó chết á, một ngày á mười mấy ngàn đứa đói khát chết, mười mấy ngàn, một năm á nó chết 9-10 triệu, 9-10 triệu đứa bé chết. Đấy là ăn trộm ấy, ăn trộm ấy. Chúng ta ăn uống là ăn trộm mà chúng ta không có cảm nhận, trong khi người ta chết đói, phải không? Mà chúng ta ăn trộm, mà ăn trộm còn trầm trọng nữa. Ăn trộm trên sự đau khổ của người khác. Thấy chưa? Cho nên
cái hơi thở rất là quan trọng. Chúng ta thở ra, chúng ta phải nhận biết, phải cảm ơn. Và thứ nhì nữa, chúng ta phải biết ơn cái thân này. Vì có cái thân chúng ta mới tu tập được. Thưa chư vị, đừng bạc đãi đó. Có cái thân mới tu tập được. Nhưng mà đừng nuông chiều nó. Đừng chạy theo những cảm giác để mà cảm giác dục lạc, để rồi sanh tử luân hồi. Nhờ thân chúng ta mới tu được. Nhưng mà thưa chư vị, cái thân này nó gồm có mấy trăm tỷ tế bào. Thí dụ như người nào 60 kg, cân 60 kg, thì có 600 tỷ tế bào. Tức là 600 tỷ cái sinh linh nó cộng với nhau, nó sống ở trong cái thân chúng ta. Ta không có quyền gì với nó hết đó. Cho nên ta phải biết ơn đó. Bớt ăn, bớt ngủ, bớt uống rượu, bớt đem những cái đồ độc vào trong cơ thể. Tại vì chúng ta không biết ơn nó thì nó phản ứng lại. Ung thư, thần kinh, đau tim, đau gan đều là những phản ứng. Ta không thương nó thì nó không thương ta. Nó chống lại thôi. Cái chuyện đương nhiên như vậy. Trong cộng đồng, cho nên chúng ta phải biết ơn. Còn nếu không có, chúng ta sẽ mang tội trộm cắp. Cố gắng tu tập làm sao xả bớt đi. Đừng có chấp thủ. Ăn uống ngủ nghỉ đều phải trong chánh niệm. Thưa chư vị, theo như cái báo cáo của khoa học gần đây, những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới họp lại, họ báo cáo và họ nói rằng cái vi khuẩn corona SARS-2 nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó biến dạng. Khi mình tấn công nó, mình cô lập nó thì nó lại biến hình ra cái khác, rất là nguy hiểm. Có những người bị chữa trị hết rồi, rồi sau một thời gian tự nhiên phát hiện trở lại có dương tính. Đấy, tức là nó không chết thiệt, nó chết giả. Mà nếu ta không cẩn thận, không chánh niệm thì ta sẽ còn phạm. Nhưng mà thực sự ra tại sao người này bệnh, người kia không bị? Cứ suy nghĩ như vậy đi để rồi biết. Đó. Tức là cái họa của phước, họa phước nó rõ ràng lắm, nhân quả đấy. Người nào có cái gì nó bị, người nào không có cái gì thì nó không bị, vậy thôi. Nhân quả rõ ràng, nó chạy đâu khỏi hết, không phải tự nhiên. Đức Phật nói vạn pháp do duyên sanh mà. Vi khuẩn nó cũng do duyên sanh, rồi người chết cũng do duyên sanh, có duyên mới chết, đó. Phạm cái gì đó mới chết, đâu phải không? Và các nhà khoa học họ họp lại mới đây thôi, mấy ngày nay. Họ nói rằng hiện cho tới giờ này vẫn chưa tìm ra được cái thuốc để trị cái vi khuẩn đó. Và một điều nguy hiểm hơn nữa là nó phát tán ra ngầm trong không gian, trong hơi thở, đủ mọi thứ trong hơi thở. Và bên Mỹ người ta hy vọng rằng là cuối năm người ta mới tìm ra được cái thuốc, mới chế được cái thuốc để trị cái đó. Nhưng mà ngược lại thì các nhà khoa học lại cảnh báo chúng ta, và quý vị cũng nên đề phòng, là cuối năm sẽ có một cái trận dịch lớn, kinh khủng, gấp 10 lần cái trận vừa qua. Và các nhà khoa học có nói cái nguyên do và nói số người mà bị bệnh dịch trong cái đợt cuối năm nay thôi, hoặc là đầu năm tới đó, khoảng cỡ đó, tức là khoảng cỡ từ tháng 10 cuối năm cho tới khoảng tháng 3, tháng 4 đầu năm sau, tức là trong khoảng 5-6 tháng đó, sẽ có khoảng 700 triệu người bị lây, và số người chết từ 100 triệu cho tới 200 triệu. Có tên chúng ta trong đó hay không thì không biết nha. Tự mình biết. Mình có tu thì may ra mình thoát. Mình không tu thì khó lắm. Đây là cái bệnh ma, bệnh quỷ mà. Nó tới, nó lây rồi nó lấy mạng đi rất nhanh. Mà chết không có hòm chôn. Mới chết có 100 mấy chục ngàn người đã không có hòm chôn rồi. Toàn thế giới chết 100 mấy chục ngàn là đã không có hòm chôn. Phải lấy xác bó lại rồi vứt dưới đất rồi rải bột, rải vôi, rải thuốc gì đủ thứ hết, sợ lây mà. Rồi mới chôn. Khổ vậy đó. Mà nếu bây giờ chết 100 triệu, 200 triệu thì chắc chắn là xác đầy đường. Không ai chôn kịp.
Đấy, quý vị nghĩ đi, cố mà tu, nghĩ tới như thế để cố mà tu. Trong hơi thở ta đều phải có chánh niệm, thở ra nhận biết hơi thở ra, thở vào nhận biết hơi thở vào, luôn luôn tu tập, xả bỏ bớt tham sân si phiền não đi, cố gắng tạo những công đức nhờ đó. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm,